Bon Bon TV. Ây da, xe tự dưng chết máy giữa đường, sao mà xui thế không biết. Hả? Có chuyện gì vậy anh? Ma. Xin chào. Từ bây giờ trở đi, chúng ta là một gia đình. Ôi da. À, bố mẹ. Bố mẹ về rồi. Bố, mẹ. Đây chính là Wednesday. Từ giờ trở đi sẽ ở cùng chúng ta. Chào em. Đừng sợ Amanda. Wednesday, để bọn ta đưa con lên phòng. Người đâu mà kỳ lạ thế không biết. Hãy nói rằng điều này không phải là sự thật đi. Em làm gì đấy? Chị không muốn chung phòng với em sao? Không, chị rất vui. Em cũng rất vui. Hình như em chưa tặng quà gặp mặt cho chị nữa. Không, à, không cần đâu. Tặng chị này. Không. Thứ này thì sao? Không. Còn cái này. Không. Vậy rốt cuộc chị thích gì? Chị thích cái này. Mình cũng phải có quà đáp lễ chứ nhỉ. Tặng em này. Em cảm ơn. Đến giờ rồi. Ôi, buồn ngủ quá. Hả? Amanda, mau xuống đây. Wednesday có bất ngờ dành cho con này. Dạ. Liệu nó có giống như những món quà quái đản hôm qua con bé định tặng cho mình không nhỉ? Cảm ơn em. Có điều gì bất ngờ sao? Hả? Cái gì đây? Gì nữa thế này? Thật là kinh khủng. Mình ghét Wednesday. Em ấy vừa lập dị vừa phiền phức. Chuyện gì xảy ra thế? Có thứ gì trong phòng thế kia? Là Wednesday. Thành công rồi. Chả có nhẹ. Thả tôi ra. Không đau đâu cô bé à. Thật đáng sợ. Có tiếng động. Không sao đâu. Không đúng. Hình như có người vừa nhìn đến chúng ta. Bố mẹ ơi, chạm vào hình cái máy đi mà. Sao không ai nhấc máy vậy trời. Ôi, mệt quá đi mất. Mình không chạy nổi nữa rồi.
ngồi nghỉ chút đã. Hả? Ông trời quá không phụ lòng ta mà. Tiền đây rồi. Anh ta trông không giống người tốt đẹp nào. Thả tôi ra. Trẻ con, đi ra chỗ khác chơi. Quái vật, bớ lặn nước ơi. Cô. Đúng là thỏ đế mà. Cậu ấy có vẻ rất sợ chúng ta. Đừng ăn thịt tôi không ngon đâu. Gì cơ? Hóa ra là cô bé đang hiểu nhầm chúng ta. Có ai ăn thịt gì đâu. Đây là bạn của em mà. Hả? Là bạn em sao? Xin chào Amanda. Chúng ta cùng chơi với nhau nha. Được thôi. Chị xin lỗi vì đã nghi ngờ em. Không sao đâu. Linh Trang, Amanda sôi động. Bon Bon, mọt sách. Hoàng, soái ca. Chucky, năng động. Harley Quinn. Và các diễn viên khác. Shoot đi. Cú đá sấm sét. Dám cười anh à? Toàn rồi. La 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 la. Anh chết chắc rồi. Ba hàng xóm sẽ xử anh cho mà coi. Làm sao bây giờ? Anh phải làm sao đây? Đáng sợ quá. Đến rồi. Phải làm sao đây? Cháu chào bà. Của cháu này. Cháu xin ạ. Ừ. Ôi trời đất ơi, thiên địa quỷ thần hồn vịt lộn ơi. Lại là hai đứa nữa hả? Chúng mày quá là quả xóm, không để ai yên à. Gọi mẹ hai đứa ra đây. Quả bóng này, quá là quả xóm này. Dạ, con xin lỗi bác ạ. Được rồi. Úp mặt vào tường cho mẹ. Cứ đứng đây bao giờ biết lỗi thì mới đi về. Mày nói bao nhiêu lần rồi mày chưa thấy chán à? Chúng ta sẽ phải trả thù. Chúng ta sẽ... Đừng. Chú ý, lệnh truy nã khẩn cấp đối với hai tên tội phạm nguy hiểm. Ba hàng xóm ơi! Động đất à? Động đất à? Đi lên ở động đất à? Không phải, đây là bọn anh đã đi lên. Cái gì? Cháu chào bà. Yeah. Bà ngồi xuống đây đi ạ. Để cháu đấm bóp cho bà nhé. Lại là hai đứa chúng mày à? Bà cứ tưởng động đất. Ui, bà ơi, bà cứ ngủ đi, để cháu đấm lưng cho. Bà ngủ đi bà. Bà có thấy thoải mái không hả bà? Được. Bà ngủ đi nào. Bà ngủ rồi. Yeah. Bà hàng xóm ơi. Ui, cái gì đây? Bà xem.
sách của ta. Chuyện gì thế này? Hai đứa chán sống rồi đúng không? Ôi bà ơi. À, chạy mau. Đứng lại mau. Chúng cháu xin lỗi bà. Khoan, gì vậy nhỉ? Thuốc sổ ý. Thằng kia, mày đứng im cho bà đánh một cái thôi. Không. Bà ơi, bà mệt rồi à? Bà uống nước đi bà. Ừ, bà cảm ơn. Con bé này trông nghi lắm. Bà ơi, bọn cháu biết lỗi rồi. Bà uống nước đi ạ. Bà uống đi bà. Vui quá, bà uống hết rồi. Bà làm sao mẹ? Ui, mùi thơm thế. Hai đứa đây. Vui quá đi. Thành công rồi. Em ơi, ai đây? A few moments later. Ôi anh ơi, tha cho em đi. Tìm đi. Ôi trời ơi, lắm bạc thế. Dòng to rồi. Bà ơi, cứu bằng cháu với. Bọn này, có im ngay không? Không biết bọn tao đang ăn trộm mà. Hét cái gì mà hét. Thằng ngu, chuồn mau. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Cuộc đời vẫn đẹp sao. Bà ơi, cứu bọn cháu với. Có biến. Bà ơi, cứu chúng cháu với. Hai đứa làm sao thế này? Bà ơi, có trộm. Ôi dồi ôi, trộm á. Bọn chúng chạy đằng kia kìa. Ôi dồi ôi, quần ăn cắp. Nhanh lên, nhanh lên. Cái thằng ngu này sao vẫn chưa đi? Tao không biết, xe không chạy được. Trời ạ, mày bật cái chìa khóa lên. Ừ vậy. Đi nhanh lên. Ôi làng nước ơi. Cưa. Bà ơi, bọn chúng chạy rồi kia. Phải làm sao bây giờ bà ơi? Bỗng ư. Có cách rồi. Shoot. Dạ, đau quá. Chạy mau, đứng lại. Cơ. Bọn này ăn cái gì mà chạy nhanh thế không biết. Đứng lại mau. Ngu gì mà đứng. Đừng có chạy. Ôi trời ơi, mệt quá. Trả đồ lại đây. Bà đến đây. Hả? Anh có nhìn nhầm không? Ngầu như trái bầu luôn. Chạy đi đâu hả các con? Nho còn non và xanh lắm. Mau cản bà ta lại. Được. Hãy xem ta đây. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Tôi liều mạng với bà. Bà đau quá. Đúng là không biết lượng sức mình. Tuyệt thật đó. Bà lợi hại thật đấy. Các cháu chưa nghe câu gừng càng già càng cay à? Mấy hôm sau. Thả ta ra. Đây là huy chương trao thưởng cho người tốt việc tốt. Cảm ơn bà và các cháu đã dũng cảm giúp chúng tôi bắt hai tên tội phạm nguy hiểm. Bà ơi, xem này, chúng ta được khen thưởng đây. Vui quá đi. Anh Bên Bên. Chả đào. Không đào nhé. Không đào, chả đào tí nào. Cái gì thế này? Ui da, cái lưng của tôi. Hai đứa kia có thôi ngay không? Mẹ về. Mẹ mau vào đây phân xử giúp chúng con đi. Mẹ ơi, mẹ mua cho con một chiếc kẹo siêu to khổng lồ như này này. Để mỗi
bộ siêu nhân mới đẹp lắm. Mẹ mua cho con nha mẹ. Mẹ là của em, mẹ không mua cho đồ xấu xa nha anh đâu. Không được, mẹ phải mua cho anh. Còn hơn là cái đồ nhặt từ bãi rác về. Leo 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 leo. Con mới trả cái. Tất cả là tại mày. Tại anh ấy. Ai bảo em nói em nhặt từ đống rác? Không đúng à. Mày ra mày hỏi mẹ xem. Mẹ. Vẫn chưa thôi à. Suốt ngày chỉ biết chảnh chọe nhau thôi. À, mẹ ơi. Con cơ biết lỗi rồi. À, đau quá mẹ ơi. Mong của em. Không thể để như thế này được. Phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để không ai coi thường anh. Cậu cả ở trong mà gia phả, cậu cả là đại mà thiếu gia nè, cậu cả gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Ôi tiền, em cũng quyết định rồi, em sẽ tự kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Yeah, lên nào, mau tìm xem có gì nhặt được không. Ở đây không có, đi chỗ khác. Tiếng gì vậy? Mày nhìn anh mày đây này. Ôi mẹ ơi, cho. Nó không đuổi theo nữa rồi. May quá. Hôm nay ngày gì mà xui thế? Hai đồng nát đi, đồng nát đi. Ừ, hai đứa bán đồng nát không? Không ạ. Ồ kìa. Cuối cùng cũng nhặt được cái đầu tiên rồi. Khoan đã. Để em chỉ anh cách lấy vỏ lon không dùng tay. Thôi đừng có mồm điêu. Anh cứ làm theo em đi. Làm như này này. Như này à? Giờ anh đi lùi về phía sau. Anh dễ lừa thật đó. Chết này. Vậy là nó đã thuộc về em rồi. Leo leo. Cho ông xin lại nha. Ông vừa mới làm rơi mà tìm mãi giờ mới thấy. Ông đồng nát. Cả khu này ông thâu hết rồi. Chúng mày có tìm đến sáng mai cũng không thấy gì đâu. Gì cơ? Chúc may mắn, ông đi đây. Chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Phải tìm cách khác thôi. Cách này không ổn rồi. Mãi vô. Ai muốn thử cảm giác mạnh thì mãi vô. Anh Sai ơi, nào, nhìn đó, chúng mình thử cái này đi. Tiền đây rồi. 10.000 một lượt, tiền trước mới chơi nha. Đây. Tiền đây rồi. Của hai anh đây. Cẩn thận đi nha. Ngã một cái là rơi răng luôn đấy. Anh cứ yên tâm đi, mặt em uy tín thế này cơ mà. Dừng lại. Ôi không. Trước kia. Đau quá à. Trả tiền lại đây, nếu không tao báo công an. Dẹp luôn cái trò này đi nha. Nào, giờ chị nhắm mắt lại. À, mày dám lấy đồ trang điểm của mẹ nha. Để yên cho em khởi nghiệp nào. Em sẽ giúp chị trở thành người con gái ấn tượng nhất. Vậy, ý tưởng hay đấy. Yeah, đã xong. Cứ phải gọi là hết nước dấm. Ôi dồi ôi, Thị Nở nào thế này? Giật cả mình. Có mà Thị Nở gọi bằng cụ ấy. Thị Nở, đánh ra. Ôi dồi ôi. Em thấy ấn tượng thế còn gì. Mọi người chẳng biết thưởng thức gì cả. Kiếm tiền khó quá đi. Đúng rồi, anh có cách này hay lắm. Bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này. Khó thế mà anh cũng nghĩ ra được. Đúng là anh trai quái của em. Loa loa loa, xả hàng giá rẻ đây. Mọi người ơi, mau lại đây mua đồ ngon bổ rẻ nào. Kìa, xả hàng cho mọi người. Tới mua đi, từ từ thôi. Cảm ơn quý khách. Được nhiều tiền quá đi anh ơi. Không có ngại ngần. Bọn nhóc này kiếm cũng khá đấy nhỉ. Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Ngâm ngâm ngâm. Tiền là tiền nhiều lúc có nhưng không.
đi mất. Hai đứa hôm nay chung sống hòa bình, không chí chóe nhau nữa à? Hai đứa có thấy mấy cái nồi của mẹ đâu không? Trả lời thế nào bây giờ? Còn đĩa hoa quả mẹ mới mua đâu rồi? Kìa, trả lời sao đây? Có nói không thì bảo hả? Mẹ ơi, anh Bon Bon đi bán hết rồi ạ. Mẹ ơi, con xin lỗi, nhưng mà bị cướp hết tiền rồi. Còn với giả cái. Đứng lại đi. Con xin lỗi. Suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm phá phách vậy hả? Mai ở nhà dọn dẹp cho mẹ, không được đi đâu nữa. Dạ. Tại anh đi. Im đi. Gì chứ, dọn nhà đâu có làm khó được Bon Bon mình chứ. Này thì quét nhà, dọn nhà này. Sao lại có đứa vừa xấu xa, vừa lẻo mép, lại phiền phức như mày thế nhỉ? Quét nó đi. Em mà ra tay thì gạo xây thành cám, nghe rõ chưa? Ồ, quét thế này nó mới không bị bụi này. Định thế nha. Anh lau chỗ khác đi, chỗ này để em. Tránh ra. Không tránh. 5 phút sau. Làm việc nhà thật là mệt. Ây á. Phải có làm thì mới có ăn. Không làm mà đòi có ăn á, thì chỉ có ăn. Anh thôi đi. Nhà hôm nay sao sạch bóng thế nhỉ? À, mẹ về. Có phải mẹ đi lạc không vậy? Dạ không, là bọn con dọn đấy. Còn ai trồng khoai đất này nữa? Mẹ có quà thưởng cho hai đứa đây. Của Amanda này. Còn đây là của Bon Bon. Hai đứa phải nhớ kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Tuy vất vả, nhưng những đồng tiền đó mới trong sạch và vẻ vang nhất. Dạ, con nhớ rồi ạ. Kẹo này siêu to khổng lồ luôn. Yeah. À, hãy xem siêu nhân biến hình đây. Wow.